đầu thôi. Này đậu lát hay kia cho thơm chân á. Xấu lộn xộn quá nè. Kia đặc biệt cho món mì nha, sẵn gửi anh chị em coi mới vô nghề học hỏi luôn. Ok, giờ mình làm bữa nay là đặc biệt cái loại cucumber nè, là cái loại 40 đô anh chị em, 40 đô là 900.000 Việt Nam á, nếu tính tiền đồng là 900.000. Cucumber là bằng như leo ha. Ok, hết mình bỏ số 1 chứ. Có cái số đây nè, thấy không? Số 1. Nó có 4 bọc. Từ 1, 2, 3, 4 ha anh chị em. Làm hết là 4 bọc vậy đó hả? À, từng số. Thì mình lấy số 1 chứ. Mình đi từng bước ha anh chị em. Cái này 40 đô ha. À, 900 ngàn á. Bỏ vô số 1 trước, bỏ vô nước ngâm cho chân thơm. Có 4 bọc nha. Dưa leo. Đổ vô nước nha anh chị. Sau đó rồi lấy lên. Đàn ông mặt sao ngồi vừa không hay là bấm lên chứ nè, sau lưng kìa, sau lưng thoải mái không? Dài á nó đau á nha. Ngắn đó thôi, đừng ngắn quá nha. Con nữa nha. Okay. Mà đau gắng chịu nha, mang dài đau á. Không mang dài. Lên máy bay mang cái gì? Bảy lên máy bay mang dài cho nó ấm, ra mang dép. Chơi chơi, máy bay lạnh lắm mà giỡn. Ai ra phi trường máy bay chuyện mang dép. Mang dài đi ra phi trường mang dép. Chừng bỏ nè, đưa mẹ làm. Người đứng tuổi móng chân dài á. Bây giờ mình ngâm này cũng 5-7 phút rồi là cái móng chân mềm rồi đó. Ra lúc mình cắt nó không bị giòn, không bị bể. Giờ mình hỏi cắt phần nữa, đừng ngắn phần nữa cái đầu dài nè. Cắt lưu tư lưu tay anh chị em. Cắt lưu tư tay á, đừng nó bóp mạnh quá. Sẽ bị bể, nó giòn á, sẽ bị giòn, nó sẽ bị bể cái móng của người ta. Không đi dắt cái méo xẹo. Sao chưa có mẹ được không? Không có chuyện á, dắt nó méo, nó có tật luôn á. Ồ này à, cái móng méo. Hiểu rồi, cái mặt móng. Cái phao nó bắn này. Dắt cục đá đi, trời ơi nó méo. Hồi nào? Lâu rồi. Ở đây à? Ở Việt Nam á. Xong mình để cái chân kia xuống lao dò xong này da quá trời trời ơi để mình nói giờ
lấy nước sơn bên cái bàn chân này, bàn chân bên phải, rồi em đi xong rồi thì bỏ vô cái bồn nước lại ngâm để cho da nó nở ra, rồi hồi mình cạo da mình cắt da nó dễ, chứ đừng có để hai cái bàn chân ở trên lạnh chân của người ta đau. Tháng này ha, dài trời ơi, 2 tháng mấy rồi. Bây giờ nó về là 1 tháng rồi đó. Mà lúc nó ở đây tháng còn tháng mấy nữa nó mới về. Đây, đại ca có điện cho ổng chưa đại ca? Điện hỏi ổng đi. Coi lên bữa nay được không? Đầu nhọn này nha. Nè cái đầu nhọn này á, mình móc vòng vòng mé chân, móng chân với ở dưới cái trong móng chân có đất này kia đó, cái gì ta ngắm này cái nọ. Nó sạch. Thank you.
móng chân á, cắt từ nó kỹ nha, cắt này từ 60-65% thôi, có thể 70%, thì nó kỹ với giống như Việt Nam, cắt thì nó kỹ như từng miếng da được nha, nó nguy hiểm cho cái người thời này mình không, mình bị nghe, nó được lại đầu đó cắt rõ ràng, ở Việt Nam bảy ba được. Để đi qua nước ngoài, ví dụ Mỹ, Đức hay là Hàn Quốc, ví dụ đó mình thích ngày nào mình làm mình cũng nên làm chút cách vừa phải vừa kỹ. Được không đại ca? Hả? Không được à? Không có bắt à? Không bắt mà có thể lên được, tại quê không mà. Ờ, sao? Thang bị lên được. Cứ chạy, lái xe thẳng đó thôi. Yeah. Sao gì không về về Việt Nam ăn Tết luôn? Tại vì cái mùa Tết này cũng sắp sửa vô mùa hè đó. Yeah. Tiệm ta đông, ta không cho về. Còn giữ em bé đó, cái mùa này con dâu nó mới sanh em bé được tháng mấy rồi, nó nghỉ ở nhà đó. Yeah. Mình về được,
kêu khoảng căn 2 ba đó đi làm rồi. Mong vậy thì mình lấy đồ mình bảo chứ cho thoải mái. Nó hơi cao hơn dày cái móng. Rồi nhẹ xuống cho nó. Lúc nó mang dài nó không bị dưới. Lúc nhẹ nhẹ đó. Sợ sao? Cái nãy hơi giật mình. Cái đầu hơi quạng. Đủ là trẻ nghe hình khi mình bà qua trên cái đầu nó có chịu bà một hai giây nhít ra thì mình giữ hoài sẽ nó cái móng chân ta nhìn nhấp nhấp thôi giữ gì đâu đó hỏi thôi chứ con nó hay kêu vậy. Xong rồi nhẹ nhẹ xong thấy ok lấy cái bắp phở cái cục bánh bóng nè anh chị em bánh nhẹ ha, mà anh chị em nhớ cái cục này á mình xài mình phải lấy cái dũa nên mình mài mấy cái cạnh này nó rất là bén nha nếu anh chị mà em không mài lúc đánh trên móng người ta đụng da sẽ cắt đứt cái này nó cũng bén lắm sẽ gác cái chân ra cái này nhẹ cầm vậy nha, cầm vậy nó biết nó dùng này cầm chuối khóm rồi đủ thứ cái cây hết rồi cái loại này mình nghĩ là chuối giữ đất lên mấy cái móng á để đừng có cho cái móng nó bị khô chứ mà nó mau ra cái dầu này nhiều cách bớt giống như nhiều mà nhỏ mắt thì nó mới được cho nó nhẹ chà tay bao mấy cái đầu móng cho khô hả cắt cứ để nước ướt nhẹt đó mình thấy mình cắt làm thịt ta đau chết luôn á nhớ anh chị mình lấy cái khăn nó bao nằm cái phát nằm cái móng chân của mình ta cho nó khô thì mình có thấy đường mình cắt để ướt nhẹt nữa lên trên nữa dưới không thấy rõ thì cắt vô da là chết luôn làm cho cái tay của cái người thợ đó sẽ bị trơn cầm đi kèm không vững nhặt lâu vậy 18 dạ dạ khách hàng khó tính kỹ càng chút làm kỹ thì giống như coi cái người khách mình luôn chiều họ đó tỉ mỉ mình làm tỉ mỉ sạch sẽ gọn ghẽ sạch sẽ mới khỏe không có ghẻ luôn em chị em làm sao đừng cho nó mọc ghẻ lên mặt thì họ thấy mến mình á cần tới vô tiệm họ sẽ hỏi tên mình họ sẽ request như là họ sẽ hỏi người chủ hoặc là họ có thể điện tìm mail đó họ hỏi tên mình tên ví dụ tên A tên B tên C gì đó thì mình lấy một cái tên Mỹ chứ không nhất phát mình phải xài tên Việt Nam khó kêu tên Việt Nam thì sao mà người ta đánh dần được tên Thủy tên Nguyễn hay là tên Tuyết thì nói làm sao nó hiểu được anh chị em cứ lấy mẹ nó tên gì ví dụ Lisa mày xem cái đại tên nó đẹp đẹp độc độc cho Mỹ dễ kêu mình nha
vô nó điện thoại cứ nói con nhỏ nó tin tèo từng tí tin gì, có ai biết con nào đâu. Thì mấy tiệm lớn cả chục ở biết con nào đâu kêu. Tháng là anh chị chấp nhận. Thì các
tiệm là bí gì mình ngồi không, mình ngồi đọc báo, đọc rùa, đọc rùa đọc nữa. Xong rồi hai ba ngón này nó dài anh chị cắt bớt. Giờ còn lại mình đưa mình mua cái máy qua đây nha anh chị. Bây giờ hơi nhàm chút mình đưa qua đây cho nó lạ lạ. Tự nhiên chứ đâu có gì đâu. Mình đổi hướng một chút nha chị em. Đổi hướng cho nó lạ lạ một chút, tự giờ cậu giống nhau thấy nó chán lắm. Đại ca không cười. Lý không cười. Đang làm đại ca ngồi bên kia cũng đang coi mình, ổng kiểm việc mình. Nó dũa. Nhẹ nhẹ nha anh chị em, đừng có bào mạnh quá, nhiều khi nó sợ nó quất vô mặt anh chị gắng chịu. Nhi cũng cảm giác nhẹ 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 cho khách ra đừng có sợ nữa. Chậm chậm an toàn, đừng có ào ào máu me không. Cái món nào nó mỏng thì thôi, món nào dày thì mình tuốt bớt xuống. Nó đứng tủi nhiều món chân ta bị cong cái nhất. Cái hai nó dày anh chị em, nó bào bớt. Thì người ta không có nói. Mình làm tâm nghĩ đi chút để nương chiều chúng mình làm cho kỹ lưỡng chút, ta mới mến và ta sẽ lại kiếm mình làm thời gian lâu dài chứ không phải ngày bữa. Nhanh quá nở da không sao đâu, thôi cạo đi hết không sao, càng nở càng tốt tại vì da nhiều lắm, cạo dễ đừng lo, hồi con lấy thuốc sức lên hết trơn. Lo quá. Người này khó nha chị em, mình chưa có cạo da là thấy sự kiện nữa, cầm len nữa. Thì cái lo, nỗi lo của người ta, cái quyền của người ta, nhưng mà mình biết cách mình làm thì mình nói người ta tiếng. Cho người ta đỡ lo, cũng như an tâm chút nha. Ngủ đi. Người khách này lo nha chị em. Ngủ mà mắt giường hoài bất ngờ gì nãy xong phải trái qua lại bén tới cho đưa cho sạch nha chị em. Xong mình cũng dùng cái dầu chuối nãy nè, nhiễu lên 5 ngón cho da đừng có mọc lên, chậm mình xịt thuốc lên. Xong đến đây bỏ chân này xuống nha, chân này bây giờ ngâm lâu nè, mình lấy ra đây nè, cái cạo da nha em, dưới chân nè, dưới đáy chân nè, cái cạo nhẹ nhẹ thôi nha, lượt từ từ nè ha, nhẹ nhẹ thoải mái thôi. Da nhiều thật sự nữa, mình cũng làm cẩn thận, mình biết cái độ da chết nó nằm ở đâu, cái độ da thiệt của người ta nằm ở đâu, mình ra mình phải làm nên nương vừa đủ, cái độ sâu của cái cạo da ha, nó kéo mà ào 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 hồi tới xương rồi nó máu me không anh chị không biết. Lâu rồi, cái da nó nở ra, gà giờ mình nó cũng giúp mình cũng cỡ 30% nó bùng lên á, kéo nhẹ 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 nè, giúp mình không có mang một tay, tay cái móng tay á mình như cạo sờ vô cái nó đầu da nó còn dày hay mỏng nha, nhớ nhẹ nhẹ nha, cạo ào ào máu dễ không? Nở là mới nở cái da chết chứ không có nở cái da thiệt mình được. Càng lâu không sao. Từ từ nó mất đi cái da chết. Cái da thiệt mình mà mới bị khô nó không bị chết. Nó khó mà dột. Dột trừ khi nó bị ngâm lâu rồi nó sần sần chứ nó không có phạm được. Nó da chết rồi. Chừng móng chừng
tay nè, cái ngón tay nè, gờ coi nó còn dày ha, ít hay nhiều đừng có cào cào anh chị em không gờ, như cái cảm giác đó gờ nó siêu liền rồi, bào máu đứt da thịt ra thịt xong bỏ xuống lấy bàn chim tới nhiều dữ á. Chân này họ lấy cái cục đá kia trả ha, chân ngón luôn á nè, miếng ngón thì đó hết á, cái này xài không được thì lấy cục đá trả bung hết trơn. Lâu quá không chịu mình chân. Nứt bị sâu hay cái da mình cảm giác nó hơi khó chịu á, đẩy tay này lùi mấy hồi mẹ về coi mấy đứa nhỏ an tâm à, về mấy đứa nhỏ thì lâu sợ nhất ông già nó không ngoan biết không, cái nhà nó quậy nó hay la ẩu á, từ rộng á nhà nó la um sùm nhá, sợ hàng xóm người ta tưởng nó cha mẹ đánh đập nó, ai bóp cổ nó rồi dặn nó không đừng nó la um sùm, nó dặn thì dặn thôi, con kêu mấy à kèm kèm nó giùm á, thì làm bài cái không được đó phải ngồi la um sùm. Thank you.
bông, đừng có thấy nó còn dính nhau nó tục. Mình cứ xài tiếp cho bạn chơi này luôn. Khỏi nó lấy thêm. Thêm đủ nhiều rồi, nó nhỉ nhỏ lung tung. Chị Phượng chừng nào đi mà? Đi ngày đó luôn á. Đi trước đi sau? Mình đi trước 6 giờ rưỡi nó bay rồi, 4 giờ phải đi. Trường Nga bỏ vô cái chỉ đường cho thằng Hoàng nó chở đi. Nó nào giờ nó đâu có ra phía trường mà. Vô bản đồ á. Thì bởi vì GPS là... bản đồ cũng chỉ lung tung à. Thì đi theo nó đi, có cái đường cũng dần lắm, chỉ lung tung. Cái xe lung tung rồi nó đi chừng lộn hả? Lộn không lộn nhưng mà nó nhiều đường đó, đường ngoài đường trong đủ hết. Đi ngang nhà mẹ của bộ vệ lên bản đồ nó cũng chỉ lung tung, có cái đường dằn chạy hào xì bánh xe luôn. Bữa về mai là cái ngày nó vừa đúng cái ngày nó cũng hẹn đi kiểm tra xe bánh xe đó, kiểm tra cũng đỡ ngay ngày đó luôn. Chạy vô cái đường nó hồi cũng xe xì luôn. Không có lộn mà, cũng như mấy đường trong ruộng đồng có một khúc nó bị dằn ổ gà kia nó không sửa đúng không? Về sửa chưa? Nghĩ sắp chưa? Cũng như có một khúc gì đó. Đường nó dằn. Thì đúng rồi. Mà... đang chạy ngon lành, vô la làng, chơi. Người ta biết đi đường thì người ta không có đi đường đó. Đi đường ngoài. Đợt mới đi. Clean up khăn này cái anh coi. Á, gì da. Da nhiều quá. Đọc cái này các. Nói đi mới biết chứ. Sẵn lửa này luôn, sẵn cho này đi luôn. Câu trần cho gì ha? Cho ý kiến nha. Xa quê hương ha, nhớ mẹ hiền ha. Như chú cá sống giữa dòng nước sàn hai. Ghê. Ai đặt vậy? Mới đặt đó. Dưỡng à? Ghê không? Ghê. Như chú cá. Như chú cá sống giữa dòng nước sàn hai. Nghe coi thấy ok không? Hả? Ông còn hát gì? Cho kiếm việc. Ok, Fox á. Ok hả? Đúng ạ. Ok, giờ mình trở lại. Sao sao không? Ok, giờ tới phần mặt xa. Nào, giống nhau. Sao đây? Giống nhau. Được. Thôi được. Bây giờ mình lấy số 2 chị em. Mày lotion mặt xa. Số 2 Sugar Scoop. Số 2 anh chị em. Này nó sần sần giống như con cát vậy. Tạm này hồi dọn dẹp.
này kiểu mới nữa. Giờ mới ở ngoài tiệm làm cắt. Thơm. Cái màu xanh anh chị em như kẹo bạch nha vậy. Cái hũ không? Nhiều đó, nó bán đủ thứ. Anh chị em coi kỹ nha, mặt xa nha. Xây dòng bên phải, trái về bên trái, bẻ xuống giữ cái cục xương đây nè, coi nó đau, giữ đây nhẹ nhẹ. Cho gân cốt nó giãn thoải mái. Giữ cái ngón cái đây nha. Đẩy nhẹ nhẹ nha, mới đẩy cái cục ra lội xương nó không được. Đó, làm thoải mái. Dạ. Khó luôn này ra đi để gì nè. Cho gì? Cho kịp chuyến bay chứ. Quỹ đạo luôn à. Gửi 5 cho 500 anh em đọc cho vui luôn đi. Nhớ không? Cái này cái muối này có cái mùi mùi như leo. Leo anh chị em cucumber. Thử cái muối này giống như mình trà sơ sơ hơn 1-2 phút thôi. Vừa trà cho cái chân thơm cũng vừa giống như mình kỳ hòm đắt đai trong cái chân đã ngắm á. Nó sạch luôn. Thì nó trà cho nó sạch chứ kỳ hòm. Ghê quá. Rồi xong rồi để xuống nha. Mỗi lần mình để cái chân xuống mình lấy cái tay nè bính nhẹ như mình ra hiệu như xi nhan vậy. Cho để chân nhẹ nè. Nó còn đau không hiểu thì người ta cũng sẽ hiểu thôi. Như nhẹ nhàng xi nhan trước khi mình quẹo trái quẹo phải vậy đó. Còn phần nửa cái này cho cái chân này con bọc chỉ chia ra hai cái chân anh em vậy. Chân này cắt nó thơm nhiều quá ha. Nó dẻo dẻo giống như kẹo vậy đó. Như kẹo bạch nha vậy đó. Để đi ăn hồi xử lý non á, nhất là người Mỹ trắng á, da của họ rất là non. Mình làm gì cái nhẹ nhẹ không có làm ào 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 được đau gắt, ta dễ bị dị ứng á chị. Nhất là người Mỹ trắng làm gì chút xíu thì da đâu quét thành giống như mới đánh ra tán ra những cái da bầm bầm bầm. Gửi tòng tòng quắc không là chỉ nội bộ thôi. Tòng quắc là trái địa cầu á, thấy trái địa cầu không? Được. Cài vô cái bấm vô cái bên phải chấm chấm đó. Rồi ra bấm hồi công mắt hình nữa. Để từ từ nữa nãy giờ. Xong cái mình chà cái chân lấy nước đó, mình làm cái chân cho nó sạch xong mình đưa lên đây mình làm đặc biệt đưa lên đây mình lấy cái khăn anh chị em khăn sao mình lo lau khô từ đây ha từ hai MC tới đây ha cái bột keo nằm đây từ cái mé này mắt cá không mình mắt cá tới phần này hay ha chứ đừng có để ở đây nè nó dính vào cái móng chừng ta clean up mạnh
lấy cái số 3 nha anh chị. Đặc biệt luôn. Cái số 3 này là mớt chiều. Số 3 nha anh chị. Số 3. Nhớ mình dùng một tay anh chị em, đừng bóc hai tay lại, cái này nó bày nhảy nó dơ. Ngoài dơ kiểu dính như sình. Mình nặng lên trước cho chia đều hai bên, hai bên bàn chân. Nhớ anh chị em dùng một tay chạy trái hay phải, đừng có chạy tung ngọn này, rửa mạnh nhẹ nhàng ha. Nếu mình có đeo vòng vàng này kia nhớ đừng trắng hay cái vòng lắc cho nó dính vào vòng lắc nó kẽ vòng giặt mở nó ha. Có một tay một tay tới đây nha anh chị em, đây nè bằng này ha. Bên này thì một tay ra nha, dạ nhẹ 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 không mà này giống như mấy cái loại đắp lên mặt nó giống giống vậy nha, một nạ vậy đó ha, giống giống vậy đó, mấy người đang làm spa đó. Rồi giờ mình đi lấy ba cái khăn với bốn cục đá về mình, để mình mở cái máy mình lấy cái khăn với bốn cục đá. Làm chi nhiều cho nó lâu vậy? Đại đại ca kìa, ông bóc lung tung nè. Này tính nằm thường thôi. Đây nó đặc biệt mà. Ôi, rồi đắp vô chân nó dính không? Ba cái khăn và khăn ít của mình lấy hai cái lắp cái khăn phủi phủi nha chị, nóng nóng không ạ? Nóng quấn như quấn ép gồ vậy nè, quấn chân ra giống như quấn đội cuốn vậy đó, chắc là làm như thứ chục tội này bốn chục cũng là ba cái khăn mà khăn ấy cũng lấy hai cái đó. Xong rồi mình để cái chân thẳng mình dỗ nhẹ nhẹ không à, mình dỗ dỗ này giống như mấy người Việt Nam đấm bóp dắt hơi anh chị em. Sức đau tiền cuốn mặt mặt tâm vui cho giãn gân cốt thần kinh kia cho nó trị liệu trị này cái nọ bệnh hoạn lung tung. Xong thì rõ đánh chấm nhẹ trên dưới nè, bên hông hai ba hướng đi qua về bên đây.
kiều đây ta. Lấy cái khăn, lột khăn ra, chà nhẹ nhẹ vậy. Xanh. Cái này số cuối cùng, lô xanh ha. Số 4. Nãy em đếm làm gọn này cho nó lẹ, cái này lâu quá. Ông chủ bài lu bu quá. Trong mặt luôn á. Tư tính là lại làm móng rồi cắt da rồi sơn được rồi. Làm vậy đâu có kệ hai tay mình à. Chà nhẹ nhẹ mặt xa cái khi mặt xa lấy ừ. Thời gian đã nóng quá thì mình xa lâu lâu câu thời gian cho cái đá nó bị nguội bớt chứ đá nóng quá để mình khổng với già chi đá nữa đá nóng lắm hả nấu gì thôi chứ con ấy được mà mẹ nó lo được có nước ở đây mà coi nóng quá thì ngâm nước cho xèo xèo vậy đó. Đang nấu gì này cao với người mẫu vậy ta thôi mình cũng mệt xa như nãy anh chị xong mình nhảy qua gần tiếng hồ. Ở dưới ở trong á chị, trong nóng á, đại ca mới bỏ ra ngoài trong nóng á. Còn 4 5 cái ở trong á. Đụng đụng cái nào mà nóng á nó. Mới làm mấy cái mới. Giống như lạnh luôn đá nóng nha em đá thiệt á nhẹ nhẹ này nha nếu nóng quá thì tại trong cái bồn còn nước mà em lấy em vô bớt nếu trường hợp nó nóng quá bên kia em biết canh giờ thời gian mình mặt xa thì kia mình câu giờ cho cái đá nó nguội bớt là vừa đó nếu làm lâu á chắc ăn để cái bồn nước á đừng có xả người ta làm người đẹp quá dữ luôn hả con cầm con nóng không mẹ sao nóng cầm quen à tại con đẩy lẹ đó nếu mà dừng á nó sẽ cuốn phải là quá nóng như mình hơi quẳng quẳng cầm biết quen rồi đó.
tiếng vậy đó anh em ơi. Tiếng nó 40 đồng. Chưa sớm nữa. Kì xong xưa anh chị em kêu thắt bỏ vô, chân bỏ vô xuống, bỏ vô bùng nước là anh em dọn. Cái này đồng bộ lâu rồi nha. Nói chuyện lâu quá chứ làm cho đâu nó 35 phút à. Gì đó hả? Ừ, phải ngồi nói chuyện. Thấy không? Vừa làm nhưng mà tai giảng. Đúng rồi làm. Đó, cho nó 40 phút, 40 phút rồi. Xong rồi nó sơn rồi chứ. Ngồi, nói nó lâu. Chứ. Xong rồi nói bằng cải nè anh chị. Mình cải mình trà giống như trà mấy cái dầu này kia với nãy mình lấy cái mớt á mình trà cho nó ra mấy cái dầu nãy cho sạch mấy cái móng nào mình sơn á cái móng nó không bị nước sơn nó không bị chóc thì nó sẽ cái màu sơn nó dính lâu hơn mình bỏ vào phần này không lấy luôn rồi cải mình trà từng nó móng chân á thì cái dầu mình dính trên cái móng á sơn sẽ bung cái màu nó bung rất là lẹ. Mua cái loại không có ghim loại giống này cho mấy đứa nhỏ qua bên mẹ hả? Để coi mấy đứa nó đang học bài á, đâu có dám cho đi. Giờ mình xong mình tắt cái này, tắt bồn nước, xả nước anh chị. Tắt này lên, sạch. Xả nước ha, xả nước xong rồi lấy cái khăn sạch mình lau trên trước, ráo cái nước, còn cái phần ở dưới móng chân thì lấy alcohol á, mình kêu là ăn con thôi, thì xịt cho nó sạch với nó ra mấy cái dầu. Dám cạo sạch đó, sạch quá mình đi á đau gót nó giống như bị đứt mà đứt. Lâu á, nó nở xung quanh móng này dường kỳ đó.
tính sơ sơ vậy đó, mà thấy nó sự kia mình chia mình cắt mà cho nó đẹp. Lúc mình sơn á, cái móng chân ra nó đẹp, vừa nó bóng láng bóng. Cái này không có cái máy mà quay nè. Không cần. Thôi, nó mới đều nữa thôi. À, cái bàn đường có chứ. Cũng quay thì quay có đẳng. Nè, hôm nay cá của con nghe sợ. Đây con cá nè. Chìm. Cái điện nó để lâu nó nóng ở trên nó lỏng bẩm. Chân gọi không? Dạ, chị ạ. Kéo quần xuống. Chưa lấy xích lâu sẵn. Ờ, đã xích rồi. Chưa, bao hết rồi. Bây giờ mình mang dép vô anh chị. Nãy mình xích là để mặt xa thôi. Chè mấy ngón chân, mấy cái móng đừng cho nó phạm nha, để lúc bị sơn nó không bị lẹn tung tung. Xong rồi nãy cái... Dịch đụng nha, hai ngón rồi dịch đụng. Rồi, buông lên mẹ buông lên, để coi. Làm cái bốn cái. Này cái nước sơn lót nè anh chị em, kêu là base coat. Việt Nam mình thường kêu là sơn lót. Sơn lót chứ mỏng mỏng thì đừng dày nữa. Xấu vừa đủ để bám cái nước sơn ở trên xuống anh chị. Phải đều. Cường vợ Cường ra thấy bán gì bán đồ trên online mỹ phẩm vâng đủ thứ dầu thơm quần áo lấy đâu mà bán vậy à, thì đồ của thì có đồ thì mấy cái cửa hàng bán lùng tùng bán được không nó chút chút à và sợ bị này kia đâu biết nguồn gốc nữa. Nam không biết được rồi cái quán mình cũng chẳng biết sơn cái nước sơn xong cái sơn lót xong xích vô sành cho cái chân thơm cũng thoải mái người ta nói điện lứa thơm mùi dừa cửa hàng nó thích mùi dừa xong tao cái tay đúng ra MC đi rửa tay mà làm biến là đang mang cái headphone thôi làm biến gỡ thôi giờ mình nhảy qua phần sơn ủa sao ba màu nên khi cái nào cái này hả đặt tắt lên này nó lỏng khỏ trong cái đạn nhảy còn biết cái sơn nó lỏng khỏ gù mà gù nó đặt đừng dày quá đừng có
sơn đặc. Đặc là để nấu, nhưng nấu nó nhiều quá đấy. Cái hơi nó bay đi vậy. Thì sơn nó út chứ không. Mà nó đẹp. Thì sơn nó bắn chứ. Thấy vừa đủ nước sơn đó chị. Thì nó nhiều quá nó. Để ra nước sơn lỏng nó bị đỏ như cái móng chân của người ta. Nó vừa đủ, số lượng vừa đủ, không nhiều mà không ít vừa đủ. Cái chân đẹp này. Chân này là mạng mắt trước là đúng như chị Trang. Dài cái ngón này. Bên này này. Cái ngón này dài cái ngón này. Tại cái cục này nè, nó rút cái ngón cái lại đó. Đúng rồi, nó chẹt con này. Cái chân mày ngón cái nào mà sao? Mình mang về mình hỏi ngang con. Chị nhớ móng nó bị chẹt. Xương chị Phượng móng chị chẹt dữ luôn. Mà xấu luôn. Với phần mang dài nữa nó cũng ảnh hưởng lắm nha, mang dài với cái lồi xương. Còn không biết ạ. Mang dài thường cái lồi xương. Đừng mang chặt quá, mang vừa chứ. Vì thấy Mỹ mà nó đi làm cho nó mang dài đó. Chân nó xấu, tốt rồi, không tốt rồi. Thằng này quá xấu rồi. Chân xấu quá. Điều nó chẹt chân giống như chân vịt. Ồ, đúng rồi. Vịt mang chân móng gì vậy? Đi cái tẹt cái tẹt. Sơn một lớp mà trước cho nó khô. Sơn nhiễu luôn. Tông thì chút liên gọi đẹp sao nhưng mà lõn cái hai cái móng kia nó dầm cong cái té nó sâu khó mà sơn đẹp được. Coi kỹ tới đâu sơn nhiều quá xong dời qua đây nữa dướng bận đủ thứ gần xong anh em nha. Gần xong
2 giờ mấy? 2 giờ kém 10. Quên. Coi lộn. Không có đeo kia. Thấy cho đi, nó không muốn đi, nó không thích đi. Mày đẳng đồ ăn mà ăn không được ha. Thì đó, mình kén nó như vậy. Giống như mà đi thì nó dễ nuôi, cỡ nào cũng ăn. Nhỏ đó này sao lại lớn dữ vậy? Ở với mẹ nó hả? Mẹ nó về, ra nó tù vậy. Sao nó vô như bắt cóc bỏ dễ vậy? Ở về đó, cái về đó. Về thôi, đâu có giấy tờ đâu. Đâu có giấy tờ gì chứ. Cũng như làm lung tung cho anh có kia. Có vợ khác chưa? Nó còn ở với mẹ nè. Lý lung tung. Bất thường.
cóc ra nhỉ. Sân bóng rồi. Xong cổ móng chân đô cần miếng gas cơm nữa mà muốn ngồi đây là ngồi kia hơi khỏi đâu lần sau ngồi đây đi ha. Đi vòng vòng nhưng nhớ đừng có đá đấm đá này. Móng đẹp vì hôm nay xong cái bộ móng này là $40 anh chị em, anh chị em coi đó. Đúng ra MC làm cái này khoảng 40 phút thôi. Tại vì vừa làm vừa quay phim vừa ngồi nói chuyện thì chỉ cách anh chị em làm chậm lại chậm chậm từng giai đoạn. Từng bước á, mình dùng từ từng bước á. Thành ra thấy lâu kéo ra thành ra tới 1 tiếng 20 phút luôn. Đó, anh chị em thấy không? Ok, vậy thôi. MC tạm dừng tắm đĩa má này ngầu hả à, cao rồi chúng ta mình quay cái clip này MC tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những chương trình clip kế tiếp. Ok, mong anh chị em nào thấy thích thì vô kênh mạng trên mạng YouTube á, vô MC Đại Gia bấm ủng hộ và đâu bấm đăng ký với chia sẻ để cho kênh thêm phát triển anh chị em. Ok, bye bye anh chị em, chào các bạn, ngày mới luôn vui vẻ và bình an. Ok, bye các bạn. Chủ có cười.